ngay bây giờ và mời quý vị thưởng thức màn độc tấu piano của bạn Gia Huy với nhạc phẩm Kỵ sĩ Tí Hon sáng tác Schumann. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để đời. Và trong đó phải kể đến tác phẩm Munich. Những giai điệu của Munich sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây qua sự thể hiện của bạn Quang Minh. Thank you.
cảm ơn bạn Quang Minh. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc phẩm Canon Indie nổi tiếng do bạn Hà My trình diễn. Thank you.
bài hai bạn nhỏ của chúng ta hơi run một chút nhưng cũng đã hoàn thành tiết mục rất xuất sắc. Vâng, và thưa quý vị, khi mà trình diễn và thưởng thức piano thì chúng ta cần một sự tập trung và lắng nghe hết sức là chú ý để có được cái sự cảm thụ âm nhạc tốt nhất. Vì vậy, kính mong quý vị phụ huynh hãy nhắc các bạn nhỏ của chúng ta cùng chăm chú tập trung vào những phần biểu diễn của chúng tôi để thấy được sự tuyệt vời ở trong đó. Xin cảm ơn quý vị. Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày, xin cháu Bác Hồ dựng xây sau này. Vâng, đó là những ca từ hết sức ý nghĩa trong bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và trên sân khấu hòa nhạc mùa thu ngày hôm nay, giai điệu hào hùng vui tươi đó sẽ được vang lên qua những tiếng đàn piano của bạn Ngân Phương và Chi Mai. Mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn hai bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta. Đã tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng đàn của bạn Duy Hùng và Minh Hà qua nhạc phẩm nổi tiếng Gun Story.